cuồng mè dinh quá quậy luôn. Cầu cá mè dinh chúa 6. Rồi đem cái chợ lên không biết luôn nữa. Đây hai chị em rồi lên thì kia vậy rồi đem kéo vô quả luôn rồi. Này mới có tăng rưỡi cá quả luôn rồi. Có lấy cái bọc không? Cá tôm nè, chè hồi bắt mấy tôm. Đó, đó. Quá luôn. Chép. À, cá chê nè không? Cá chê còn. Cá quá bự cá. Dạ. Cá lóc có nhảy đó nha. À trên gỗ là chị Sáu lấy đó trên đúng đó, đó. Rồi. Trời ơi ba em quên úp, nữa úp đó. Rồi bảy rạng cá lên cái mì dinh quá nhảy luôn. Cái chốt nè. Lên. Con cá chê luôn vậy. Rồi chú Bảy vừa về luôn cái chợ đó. Trời ơi cá gì dữ vậy chú Bảy, quá trời luôn rồi. Quá wow. Đó cầu đó cái lăng bự nè. Đó cái mì dinh cầu quá ngon rồi. Đó quá dữ luôn rồi, nguyên cái bọc luôn rồi. Đó vậy bắt cá kìa. Ôi cá leo ha. Cá leo. Cá dinh. Trời, hà đầu. Cá dinh nó bự con bảy. Ồ, cá dinh bự lắm kìa. Nào quay cá đưa lên trời. Quay lên. Đó bằng cá của quỳ của nó. Cá quỳ của nó 1 kg. Là có cua rồi nè. Cua có hai tôm mà nãy con với đó trong đó con kìa. Quá gió luôn. rồi, lên. Rồi, Nghe mới Kha mến chào cô chú bác anh chị. Cũng như mỗi khi á, Kha và anh Bảy đang trên sông Vĩnh Tế thuộc thành phố Châu Đốc. Thì mấy hôm nay nắng, hiện tại là trời đang ui ui ha cả nhà. Không biết từ đây chiều có mưa không nữa. Mấy hôm nay nước giật kinh khủng luôn. Cánh đồng phường Vĩnh Quân là giật quá giật luôn. Thì video trước mà cả nhà cũng thấy đó, anh Bảy ảnh nhảy xuống, ảnh đứng nước tới đùi gối à. Chứ mặt Kha là cái chỗ này bây giờ là nó cạn lắm ha, chạy là nó sẽ dính lại cái bậc bề đê nè, lúa đất nè, lúa cục đất luôn. Trước khi vào tham vấn cả nhà cũng cho Kha và anh Bảy một like ha. Hôm nay không có anh Niên đi ha, anh Niên đi công chuyện rồi. Hôm nay Kha và anh Bảy đồng hành. Trước mặt là cái bầu vớn đầu tiên đó cả nhà, không phải cái này nha, cái hướng bên kia. Đó, cái hướng trước mặt không đó, đó là bầu vớn đầu tiên. Hôm nay không có nắng, trời hơi đẹp ha. Khả nghi từ đây chiều mưa quá. Rồi sắp sửa tới cái vớn đầu tiên. Rồi cái vớn đầu tiên. Cá thì không thể nào nãy vô. Này nó nằm dưới đất luôn hả anh Bảy? Ừ, tới đất hả? Tới đất còn lú vớn luôn. Rồi xong. Rồi từ cái vớn thứ hai. xuống. Rồi xong đến cái vớn thứ ba thứ tư ha. Hôm nay cánh đồng phường Vĩnh Quân là rất là đẹp luôn ha. Trời ui ui, diễn đen, gió nhẹ nhẹ, sóng lăn tăn. Hôm nay khai cái nhà không có anh Yên. Rồi trước mặt đó là cái vớn thứ ba và thứ tư. Hướng bên đây là hướng casino cửa khẩu của Vĩnh Quân. Đó để vành đai biên giới đó cả nhà. Đó, vành đai biên giới thẳng luôn là cửa khẩu casino đen trắng đó. Rồi tiếp tục tới cái vớn thứ ba và thứ tư. Rồi đến cái vớn thứ ba. Những cái mùa đang tạnh ở trên không? Dạ. Rồi xong. Rồi cái vớn thứ tư. Rồi tiếp tục đến cái vớn thứ 5 và thứ 6. Thẳng tới đó luôn là cái vớn thứ 5 thứ 6. Rồi cái vớn thứ 5 qua bên kia là cái vớn thứ 6. in. Rồi xong. Rồi, dân thứ 6. Cây quả dữ tụ có dình bự luôn, hai ba con luôn, để này nó cầm đất luôn. Rồi xong. Rồi mình sẽ đến cái nhóm thứ 7 và thứ 8 ha, thứ 7 và thứ 8 là hướng bên đây. Hôm nay trời mát nha, trời dịu hoài đi, đừng có mưa, ráng hốt thêm vài ngày đấy ha, nó không trời, đừng có mưa em trời. Rồi thẳng lên đó là cái nhóm thứ 7 và thứ 8. Rồi tới nữa là cái nhóm thứ 9 và thứ 10. Ra càng ra giữa đồng thì sóng càng mạnh ha. Rồi đến cái nhóm thứ 7 và thứ 8. Gió luôn. Rồi xong. Rồi tiếp tục đến cái giếng thứ 8. Cá lóc. Lên. Rồi xong. Rồi. Đi đến cái giếng thứ 9 và thứ 10 ha. Chia sẻ với mọi người hôm nay là cánh đồng sóng to gió mạnh luôn ha, trước mắt là núi Sam quá sóng rồi, mấy hôm nay nắng kinh khủng luôn, bây giờ nó có gió mà quá sóng, cũng mong đừng có mưa ha. Thẳng luôn là tới cái giếng thứ 9 và thứ 10 ha cả nhà, xong cái giếng thứ 9 thứ 10 đó mình chạy thẳng luôn là tới cái giếng thứ 11 thứ 12. Rồi đến cái giếng thứ 10 thứ 9. Bên kia là thứ 10. có mì Vinh, quá nhảy luôn. Cái chốt nha. Lên con cá chê luôn vậy. Rồi xong. Rồi cái ván thứ 10. Mì Vinh quá quậy luôn. Ồ, cá mì Vinh chúa xong. Rồi xong. Ê nhảy mày. Rồi thẳng tiến đến cái ván thứ 11, thứ 12. Rồi mình đi thẳng qua bên đây là thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18 luôn ha. Ở hướng đó. Hôm nay là chờ mắt rượi luôn. Trước mặt của cái nhà là cái ván thứ 11, thứ 12. Rồi cái ván thứ 11. Lên xong. Rồi ván thứ 12. lên. Rồi xong. Hay dễ sợ. Xong. Rồi. Thẳng đến là cái vớn thứ 13 và thứ 14 ha. Trước mặt đó cả nhà. Hôm nay mà ông trời quá mát luôn, quá đẹp luôn. Tới đó là 13, 14. Rồi mình thẳng luôn là 15, 16, 17, 18. Một đường thẳng luôn. Rồi xong mình sẽ về dựa. Rồi đến cái vớn thứ 13. Mình qua đây thẳng luôn là thứ 14. Rồi lên. Rồi xong. Rồi cái vớn thứ 14. Rồi anh Bảy xuống nước luôn rồi. Rồi xong. Rồi thẳng tới là cái vớn thứ 15 và thứ 16. Xong cái vớn thứ 15, 16 mình chạy thẳng luôn là cái vớn thứ 17, thứ 18. Là hành trình hôm nay xong xuôi. Trời hôm nay rất đẹp, không mưa. được mấy hôm ha cả nhà. Chỉ còn vài ngày nữa nước là nó giật cạn đầm luôn á. Khai cũng mong chờ không mưa để anh Bảy kiếm được thu nhập thêm ha. Trước mặt là cái giớn thứ 15, thứ 16. Rồi gần tới này ha. Rồi cái giớn thứ 15. Ôi, leo cái mì dinh chúa đẹp luôn. Lên. Rồi, cái giớn thứ 16. Rồi xong. Rồi đến hai cái giớn cuối cùng ha, cái giớn thứ 17 và giớn thứ 18. Rồi cái giớn thứ 17. mày dinh nữa vậy. Cá leo nó bự dễ sợ luôn, sảy rủ. Ủa vậy có cá chạch. Cá lóc gì vậy? Đó. Trời ơi, con trâu gì vậy? Trời trời. Không xảy câu nữa. Rồi, xong. Xong có miệng không còn nhờ nhợ. Rồi, đến cái ván cuối. Thằng Bảy nhảy xuống luôn rồi. Chéo rồi. Rồi. Ủa hôm qua thấy gịch kỹ lắm mà trời. Gịch hết cá luôn. Chéo cái vớn luôn rồi, vớn cuối. Về luôn. Cấm cây ở đây được không anh? Cấm mình chịu lại. Rồi vớn này là xong phim, vớn cuối. Rồi về sớm. Rồi mình chạy về giữa ha. Cái vớn cuối cùng, vớn thứ 18 cả nhà, nó bị chéo lại, cá không có thể nào đi vào được, nên không có dở luôn ha. Rồi mình sẽ về giữa, coi như cái vớn thứ 18 là mình không có dở được luôn ha, không có cá luôn. Hôm nay mình thăm có được 17 cái vớn à. Rồi tiếp tục hành trình về giữa. Rồi mình ra con sông Vĩnh Tế rồi hai cái nhà. Hôm nay còn cái vớn cuối bị thất bại, uổng quá. Thường thường cái vớn đó là cái vớn cá rất là nhiều ha. Thôi Kha cũng gần tới giữa và tới nhà anh Bảy rồi. Thì hôm nay cũng cá cũng nhiều, không bằng như mấy hôm trước. Nước hôm nay quá giật rồi. Ở video trước khi về tới giữa, Kha cũng xin tạm dừng video ha. Khi về tới giữa thì Kha vẫn chia sẻ lựa cá và cá chợ ha cả nhà. Thôi Kha cũng xin chào tạm biệt cả nhà. Trước khi tạm dừng video, cả nhà cũng cho Kha một like. Kha cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Trước mắt là tới giữa chú Bảy, bên tay trái là nhà của anh Bảy. Rồi mình xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhớ đừng tắt video nha. Mình về tới giữa mình còn chia sẻ với cái nhà là lựa cá chợ ra một bên nha cả nhà, và cá thiểu ra một bên. Rồi tới giữa. Rồi đem cái chợ lên. Không biết luôn nữa. Đây hai chị em. Rồi lên thì kia vậy. Rồi đem kéo vô. Quả luôn rồi. Này mới có tăng rưỡi cá. Quả luôn rồi. Có lấy cái bọc không? Cá tôm nè, chè hồi đó. Bắt mấy tôm. Đó, đó. Quá luôn. Chép. À, cá chè nè không? Cá chè còn. Cá quá bự cá này. Dạ. Cá lóc có nhảy đó nghe. Cá lóc luộc cũng. À, trên gỗ là chị Sáu lấy đó, trên đúng đó đó. Rồi. Trời ơi, ba em quên úp, nữa. Úp đó. Rồi cái giớn cuối là cái giớn ăn tiền mà thiệt chứ. Đâu có ngon ta. Bỏ lại vô đây. Trời ơi, con ngon quá. Quá mập luôn. Lấy tay lên đổ một cái. Lấy cái vợt đổ ra ngoài luôn. Ừ. Mới đổ vô thay dưới cái đầu. Cái vô. Đứng cái trời gieo rồi bẫy rạn cá lên. Hello. Rồi. Cô này theo quần tay cho nhé. Điếu rồi. Rồi chú Bảy vừa về luôn cái chợ đó. Trời ơi, cá gì dữ vậy chú Bảy, quá trời luôn rồi. Quá trời ơi, có mì đó không? Đó, trời đó, cái lăng bự nè. Đó. Con nãy đây quá thấy này chứ. Vinh, đồ quá ngon rồi. Đó. Quá dữ luôn rồi, nguyên cái bọc luôn rồi. Đó, vậy bắt cá kìa. Ôi, cá leo ha. Cá leo. Cá Vinh. Trời, hà nào chứ cá Vinh nó bự con mấy. Trời ơi, con Vinh bự lắm kìa. Nào quay cá đưa lên trời. Quay lên. Rồi đâu bằng cá của Quỳ bữa đó. Ngạt cá Quỳ bữa đó tới kilo. Nó là có cua rồi nè. Cua có hai tôm mà nãy con với đó trong đó con kìa. Con. Cái leo chết là sống. Nuôi mà. Cái leo đó mà. Còn có heo. Rồi ở đây anh Bảy đang gạn cá linh lên luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.